Chào các bác nhá. Shop Tân Ánh Ngọc Ánh nhá. Gửi lời chào toàn thể mọi người. Hôm nay shop sẽ giới thiệu cho các bác chi tiết lại về cái bộ quần áo bảo hộ mắt ong loại bằng da. Loại bằng da màu rèn gì để cho các bác nào mà chưa biết hoặc các bác mới chỉ cập kênh thì các bác nắm được. Nhu cầu các bác rất là nhiều. Chuẩn bị vào trong chuẩn bị vào cái mùa khai thác ong đi đánh ong 2019 nhá. Bộ này thì tôi nói luôn với các bác đó là cái bộ hàng trung bình, mức ở giữa, giá tiền trung bình. Bây giờ các bác cứ luôn luôn cái gì nó đúng ấy, là các bác nghĩ là nó là tiền nào của đấy, nó là đúng các bác nhá. Cái bộ này là cái bộ mức trung bình, giá của nó là 1,2 triệu các bác nhá. Giá 1,2 triệu đã bao gồm cả cước phí rồi. Giờ tôi giới thiệu chi tiết cho các bác xem để các bác nắm được kỹ. Các bác đưa ra quyết định mua hàng thì các bác mua đầu alo trực tiếp số điện thoại ở trên màn hình nhá. Bộ này sẽ được đựng trong một cái túi sách như này các bác nhá, túi sách như này. Có khóa kéo này. Tôi sẽ lấy phụ kiện của cái bộ này ra cho các bác xem. Phụ kiện của bộ này là những thứ này. Đây là phần thân quần áo, tôi lấy ra luôn. Phụ kiện của cái bộ này nhé, bao gồm đó là một chiếc mũ bảo hộ lao động này các bác này. Chiếc mũ này giống như chiếc mũ của công nhân nhé, một chiếc mũ. Một cái kính chống ong đái, một kính chống ong đái nhé. Một đôi bao tay mỏng này dùng trong cái việc các bác đi khai thác ong đất nó cực kỳ nguy hiểm thì các bác nên đót thêm đôi bao tay mỏng vào phía trong để đảm bảo độ đảm bảo an toàn nhé. Một cái khẩu trang giống như mặt nạ chống độc, các bác có đeo được, các bác quay cái chiều này phía trước này. Đây, chiều này nó xoay được đấy nhá, các bác xoay về phía trước này. Đấy, đeo cái thằng mũi này, lỗ này quay lên trên để hấp hơi thở của mình nhá. Đây là cái khẩu trang giống như mặt nạ chống độc nhá. Đấy, thế đây là toàn bộ phụ kiện đi theo. Còn về bộ quần áo này, chất liệu thì sẽ là bằng da. Bây giờ các bác hình dung ra giống như là da ở vỏ yên xe máy nhé. Da giống như là vỏ yên xe máy. Cả quần, cả áo được may liền thành một khối. Và để mặc được bộ quần áo này thì sẽ có đường kéo khóa ở giữa. Đường kéo khóa này được bảo vệ bằng miếng dán rất là chắc chắn, dài suốt luôn. Ở giữa này có một đường khóa. Đây, đường khóa này. Đường khóa chéo ngang từ trên mang tay chéo xuống các bác nhé. Đây, chúng ta thay xuống. Còn khóa thì các bác sẽ mở từ dưới mở lên. Đồng nghĩa với việc lúc mình kéo xuống thì mình sẽ kéo từ trên kéo xuống. Và đây là các bác nắm này. Nó giống như là cái da của vỏ yên xe máy nha các bác nhá. Hai lớp, lớp ngoài là con láng cao su không thấm nước, lớp trong là bạt. Và kết cấu bộ này khá là thoáng mát đấy. Nó có hai ô thoáng ở trước ngực, về cấu tạo ô thoáng này thì ở phía ngoài và phía trong là có lớp lưới mỏng mà mắt nhỏ nhá. Thế còn phía giữa này là có cái lưới bồng mà giống như cái lưới mà bọc yên xe máy ngày xưa ấy, nhưng mà độ dày nó sẽ dày gấp đôi nhá các bác nhá. Thì lọc ong không xiên được mà vẫn đảm bảo độ thoáng. Hai ô thoáng ở phía trước này, một ô thoáng ở phía sau, một ô thoáng to ở phía sau lưng. Đấy. Kết cấu cũng bằng cái lưới bồng như này. Lô hàng này chỉ có một lớp lưới nhỏ ở phía trong là lớp lưới bồng này. Còn cái ô thoáng mà trước mặt mình để quan sát thì sẽ có hai lớp lưới nhá. Đấy, hai lớp lưới này. Ở giữa là có cái vòng tròn nhựa này để cho hai lớp này nó cách nhau tới hơn một phân để cho lọc ong nó không xuyên được, đảm bảo an toàn cho các bác nhé. Phía trên đầu có ba ô thoáng. Đấy, hai ô ở trên đỉnh đầu, hai bên ô thoáng nhỏ này. Các bác nhá. Và phía sau gáy có một ô thoáng nữa. Kết cấu của bộ này là cả quần, cả áo, cả găng tay là sẽ may liền thành một khối, có găng tay may liền luôn các bác nhá. Đấy. Thì bây giờ luôn luôn khuyến cáo với các bác là đảm bảo an toàn thì các bác mặc bộ này, các bác nên đội cái mũ vào, đội cái mũ bảo hộ lao động vào nhé. Rồi sẽ thao tác mặc luôn cho các bác xem và các bác hình dung ra được cái bộ này như thế nào. Bộ này thì sẽ có nhiều size số khác nhau. Các bác mua thì các bác vui lòng cho shop xin thông tin về chiều cao và cân nặng thì shop sẽ lựa cho các bác cái bộ phù hợp. Cỡ của nó thì từ 41
42, 43 và 44. Thế còn nó thật sự có cỡ 40. Nhưng mà cỡ 40 này các bác sẽ không thể nào mặc được. Nha, không thể nào mặc được. Nó sẽ rất là chật lách. Đây là tôi, nhìn tôi ra mặc cái cỡ 41 này nha. Nói chung là đây là cái quần áo bảo hộ, thì các bác mặc nó càng rộng thì nó càng dễ chịu nhé. Càng rộng là càng dễ chịu, không rộng quá thôi. À, không rộng quá thôi, chứ không thể vừa sát như là cái quần áo thời trang của các bác đâu nhá. Đây là đồ bảo hộ để bắt ong mà, đồ bảo hộ này. À, găng tay liền vào một khối. Mặc xong rồi các bác chụp lên. Sau đó các bác kéo cái khóa này vào này, cái khóa này vào dán miếng lại này. Đấy. Thì tôi khuyên các bác đội mũ vào ấy, là cái mũ lưỡi chai, mũ bảo hộ ấy, nó gồng lên, nó chìa cái lớp lưới ra xa mặt mình và cái ô thoáng trên đầu này. À, ba ô thoáng trên đầu này nó sẽ không va trực tiếp vào da đầu mình nhé, thì sẽ không bị ong chích, không bị ong chích. Đây là cái kết cấu của bộ bằng da nhé. Cái này là như tôi đây mặc 41 là vừa đẹp đấy. Các bác giơ tay vươn tay được, trèo cây thoải mái nhá. Đó, trèo cây thoải mái. Cái này sẽ có size số, các bác mua hàng thì mua đồng cho biết chiều cao và cân nặng. Đây là bộ quần áo bắt ong bằng chất liệu da nhá, chất liệu da vải rèn gì. Giá bộ này là shop đang bán với giá 1,2 triệu các bác nhá. Các bác mua hàng thì các bác mua đồng là bảo là bán cho tôi bộ quần áo bắt ong giá 1,2 triệu. Là ok nhé. Rồi các bác thấy đấy nha. Cái này đảm bảo cho các bác khai thác ong đất, ong bò vẽ. Nhưng mà cái ủng này nó hơi cứng thì trèo cây nó sẽ hơi khó một chút. Nếu các bác khai thác ong dưới đất nhé. Rồi cảm ơn các bác nhé. Các bác quan sát kỹ giúp tôi để nắm kỹ là sản phẩm nhé. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các bác trong clip sau.